Để một cái sàn mái mà nó chống thấm tốt nhất, cái thứ nhất đó là khi các bạn đổ bê tông mái, các bạn nên trộn cái chất chống thấm vào trong đó. Và cái thứ hai nữa là các bạn nên tạo cái độ dốc khi các bạn đổ bê tông luôn, độ dốc về cái phễu thu luôn, thì nó không đọng nước thì nó sẽ không thấm được. Và cái thứ ba nữa là, ôi chào các bạn, thì bây giờ mình quay một cái video để mình chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình chống thấm. Bởi vì mỗi một năm mình sẽ thay đổi cái chống thấm của mình làm sao để cho nó tốt hơn, làm sao cho cái công trình mình nó chất lượng hơn. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái việc đầu tiên á, để cho cái việc chống thấm hiệu quả thì các bạn cần phải lưu ý là khi mình làm ấy, mình dùng cái máy mài này các bạn này, các bạn phải vệ sinh cho nó kỹ cái bề mặt này đi. Bởi vì khi mình đổ bê tông á mà mình dùi á, thì cái nước nó sẽ nổi lên trên cái bề mặt này này, thì nước nó nổi là thường các cái bột xi măng nó sẽ nổi lên đây, thì cái đấy là cái vị trí mà cái nó chịu cái cường độ ít nhất, nó rất là dễ bong chóc. Nên là đối với mình á thì mình phải dùng cái máy mài này này, mình mài để mình loại bỏ hết những cái lớp xi măng thừa ở trên bề mặt này này, cái lớp bột bột ở trên cái bề mặt bê tông á đó, để cho nó sạch như thế này thì nó sẽ tăng cái khả năng liên kết. Thứ hai nữa là loại bỏ những cái phần mà nó bị yếu đi đó, thì nó sẽ sạch như thế này này. Khi các bạn mà mài xong các bạn phải rửa đi, thì mình đã vệ sinh rất là kỹ các cái góc này. Các bạn lưu ý nha, các cái góc này từ đây lên tới đây 20 cm mình đã đổ bê tông rồi, nhưng mà mình cũng vẫn phải vệ sinh rất là kỹ các cái góc tường này này đó. Thì các cái góc này chúng ta vệ sinh không kỹ á, thì nó có thể là nó bị bong chóc các cái góc như thế này. Khi mà chúng ta vệ sinh cái này xong này này, thì các bạn phải kiểm tra giùm mình xem nó có bị nứt ở chỗ nào hay không. Thì một là mình có thể là kiểm tra bằng mắt thường, chúng ta có thể là đi kiểm tra. Hai là các bạn có thể là ngâm nước để kiểm tra. Thì thường kinh nghiệm của mình á, các cái vị trí mà khi chúng ta ngâm nước á mà chúng ta chưa chống thấm á, mà nó thấm xuống á, thì các cái vị trí đấy là thường ở vị trí nứt nó sẽ thấm xuống dưới đấy được, thì chúng ta cần phải cắt ra, chúng ta phải xử lý silica, chúng ta phải chém các cái vết nứt đấy lại trước khi chúng ta làm cái chống thấm toàn bộ đó. Và các cái vị trí góc này các bạn thấy không, khi mình làm á, thì nó bị khuyết vô như thế này này, thì khi khuyết như thế này thì các bạn cần phải chém nó lại. Thì đối với mình là mình sẽ dùng xi măng á với cả silica mình trộn với nhau, mình sẽ bo các cái góc này trước đó. Thì cái silica nó tác dụng là nó liên kết giữa bê tông cũ và bê tông mới á, và nó xử lý cái chỗ này. Khi mà các bạn bo góc rồi thì các bạn mới quét silica, các bạn dán cái lưới thủy tinh ngay cái góc này, rồi các bạn mới quét cho nó phủ kín cái lưới thủy tinh này đó. Khi mà xử lý xong cái góc này thì các bạn mới trải lưới trong đây và các bạn mới chống thấm toàn bộ cái bề mặt này đó. Thì trước đây là mình sử dụng một cái loại chống thấm là hai thành phần đó, nhưng mà bây giờ mình sử dụng một cái loại chống thấm mà nó mới ra, nó là cả hai trong một, nó kết hợp rồi, nên là mình chỉ có dùng cái loại đấy là mình lăn lên thôi. Thì cũng có một cái lưu ý là khi mà các bạn làm chống thấm thì các bạn hạn chế là, thứ nhất là cái bề mặt chống thấm á, các bạn không được để nó khô quá nè. Các bạn rửa xong các bạn thấy nó ẩm vừa phải như thế này này, thì các bạn đã phải lăn chống thấm rồi. Bởi vì khi nó khô quá các bạn lăn chống thấm thì nó không có còn dính được, nó dễ bị bong chóc ra. Bởi vì hầu như các cái lớp chống thấm bây giờ á, thì người ta sẽ sử dụng gốc nước là nhiều, nó không phải gốc dầu đó. Gốc nước nên là nó cần có cái độ ẩm để nó phải liên kết lại, nó tránh bị bong dột nó lên. Và cái thứ hai nữa là cái chất chống thấm mình làm á, thì mình không nên lăn lúc mà trời nó bị nắng quá. Nắng quá nó sẽ làm cho cái lớp chống thấm nó dễ bị phồng bong bóng lên đó. Đó, các bạn cần phải lưu ý cái việc đấy. Rồi, thì đối với công ty của mình á, ngoài cái việc mà chống thấm bề mặt như thế này nè, thì bản thân trong cái bê tông này nè, thì mình đã phải trộn luôn cái chất chống thấm rồi. Thường là B6 hoặc là B8 trong cái bê tông mái này nè, để mình tăng cái hiệu quả chống thấm. Và thêm một cái nữa là khi mình đổ sàn mái hoặc sàn sân thượng là mình cũng đã tạo luôn cái độ dốc, mình cán dốc luôn. Nên các bạn thấy khi mà cán dốc thì các cái vị trí mà nó dốc mà nó hay đậy đọng nước cái này này đó, thì bây giờ các bạn không thấy nó đọng nước nữa là mình đã cắt ra, để mình cho nước rút xuống rồi này. Khi mình vệ sinh sạch rồi á, mình bắt đầu mình mới cắt cái này ra để nước nó thoát xuống đây đó, thì các bạn thấy nó bị khô ráo như thế này này đó. Vì trong đây nó có cái chất chống thấm rồi này, này. Và mình tạo dốc luôn thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà đọng nước để gây thấm. Đó, đây cũng là một cái cách mà công ty của mình làm. Ngoài cái việc mà các cái gờ bê tông mình đổ hết ở đây này, rất là nhiều khách hàng của mình hỏi là lăn chống thấm, lăn cái chống thấm này này, là lăn bao nhiêu lớp nó là được. Thì thường là các bạn chỉ nên lăn 2 lớp là đủ rồi. Bởi vì cái lớp chống thấm này chúng ta cũng không nên lăn nó quá dày, thì mình lăn một cái lớp ngang và một cái lớp lăn lại lớp dọc, để nó tạo thành một cái lưới lưới á, nó sẽ liên kết các cái này lại đó.
Thì tất nhiên rồi, các bạn muốn tốt thì các bạn lăn cho, trả cho nó một lớp lưới thủy tinh nữa thì các bạn lăn lên. Thì cái lưới thủy tinh nó có cái tác dụng là nó chống phá vỡ liên kết, nó chống bị các cái vết nứt á, thì nó sẽ chống được đứt gãy liên kết, thì nó chống được cái đấy thì nước nó không thể xuyên qua cái đấy được, nó không thể gây thấm được. Đó, đấy là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn. Thì kinh nghiệm là khi mà các bạn lăn lớp 1 á, khi mà các bạn lăn đủ rồi á, thì các bạn để khoảng 3 tới 4 tiếng. Đó, 3 tới 4 tiếng là cái lớp bề mặt nó vừa đủ khô á, nó xe lại nó không còn dính nữa, thì các bạn lăn lớp thứ hai. Đó, các bạn lăn lớp thứ hai xong thì các bạn cứ để cho nó qua ngày cho nó khô, cho nó cứng đi, rồi các bạn tiến hành các bạn cán nền và các bạn lót gạch được rồi. Thì các bạn lưu ý là rất là nhiều cái trường hợp á, lúc mà mình lăn cái giống thấm á thì nó ok, nhưng mà lúc mà chúng ta tiến hành chúng ta cán nền á, các bạn phải lưu ý cho mình là các cái vật dụng, các cái dụng cụ này nè, hoặc là các cái giày dép các bạn đi á, các bạn phải đi làm sao nó phải hết sức nhẹ nhàng, mà các bạn tránh các cái vật này nè, nó làm rách cái màng chống thấm. Thì rất là nhiều cái trường hợp mà mình làm mà nó bị thấm là thường là nó do cái này mình không cẩn thận này, mình làm đục xuống, mình làm rách cái màng chống thấm, thì nhiều khi là nó thấm ở ngay cái chỗ mà nó bị rách đó. Nên là các bạn cũng phải lưu ý là không cho thợ mang các cái dụng cụ sắc nhọn lên trên đây, và tránh đi các cái giày dép mà nó làm rách cái màng chống thấm đó. Cái đấy là các bạn cần phải lưu ý nha. Đó, và đặc biệt mình thấy là những cái dàn giáo cũng thế, nếu mà mang mà kê lên đây thì chúng ta thẻ nó cũng có thể là nó bị rách cái màng đó, là nó có thể nó gây thấm đó. Và một cái lưu ý nữa là đối với cái việc mà chống thấm xong thì mà các bạn cán cái hồ trên đây này, các bạn nên cán các cái lớp hồ ướt vừa đủ thôi, để làm sao để cho nó liên kết tốt với cái sàn này, liên kết tốt với cái chất chống thấm này, để nó tránh cái việc mà bị bong, bị bột. Bởi vì mình gặp rất là nhiều các trường hợp mà bị bột là do cái lớp hồ cán á, các bạn cán cái hồ khô quá mà nắng này, các bạn thấy không, nắng nó chiếu đây là cái hồ đấy nó chết luôn, nó không phải là cái hồ, nó không liên kết được, là sau này nó rất là dễ bị bột cái hồ đó. Bột cái hồ thì chắc chắn rồi, lâu ngày cái gạch nó bung ra thì nó xuống cái lớp đấy mà nó ngâm nhiều thì nó có thể nó gây thấm trong nhiều năm sau. Đó, đó là cái mà các bạn cũng cần phải lưu ý. Và thêm một cái nữa là khi mà các bạn cán xong thì các bạn nên lót gạch liền đối với phần nắng này này, để làm sao để cái hồ cán á với cái gạch của các bạn á nó sẽ liên kết được với nhau, nó dính được với nhau. Đó, nó dính được với nhau thì nó sẽ tránh cái việc mà bung. Và thêm một cái nữa là khi các bạn lót gạch, các bạn lưu ý là các cái ron các bạn lót lớn cho mình một xíu, thường mình nói từ 3 tới 5 ly. Thì cái ron lớn để làm sao để nó có cái chỗ mà chúng ta chét cái keo trà ron chống thấm vào trong đó. Cái thứ hai nữa là cái gạch đó, khi mà trên nắng này nè, nó nóng thì nó co giãn á, nó có cái khe đó, đó nó co giãn, nó tránh việc mà bung cái gạch lên. Đó, thì đấy là cái cách mà để cho chúng ta lót mà nó mang lại hiệu quả. Và cái gạch các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng, các bạn nên sử dụng các cái loại gạch mà gốm và tráng men đó, đó thì nó là đang là tốt nhất. Bởi vì kinh nghiệm của mình á, mình sử dụng các cái gạch đá thì cũng được, nhưng mà một thời gian sau á, cái gạch đá nó nóng á, nó dễ bị bung cái viên gạch lên, bởi vì nó tính liên kết giữa cái hồ với cái gạch nó rất là kém khi mà nó chịu cái nhiệt độ á. Đó, còn gạch gốm thì nó sẽ bám chắc hơn. Đó, mà bề mặt thì nên tráng được một cái lớp men á, thì nó sẽ chống được cái vấn đề mà rêu mốc nó nằm trên bề mặt đó, đó chống được cái việc mà thấm qua viên gạch nữa. Đó là cái mà các bạn cần lưu ý. Thì đó chính là cái kinh nghiệm của mình. Đó thì mình chia sẻ cho các bạn, thì mình cũng mong là các bạn có tự xây nhà cho mình, thì các bạn thấy những cái chia sẻ của mình á, thì các bạn cũng cho thợ nó coi để họ làm giống, hoặc là các bạn cũng có thể là tự làm được cho mình. Thì cái việc chống thấm đối với mình á, nó là việc nó rất là quan trọng, bởi vì mình đã phải trải qua những công trình bị thấm rồi thì mình rất là mệt, rất là vất vả, và cái việc đó là làm cho mình phải nghiên cứu làm sao để cái công trình nó càng ngày nó càng tốt hơn, mang lại giá trị cho khách hàng của mình. Rồi mình chốt lại với các bạn, để một cái sàn mái mà nó chống thấm tốt nhất, cái thứ nhất đó là khi các bạn đổ bê tông mái, các bạn nên trộn cái chất chống thấm vào trong đó. Và cái thứ hai nữa là các bạn nên tạo cái độ dốc khi các bạn đổ bê tông luôn, độ dốc về cái phễu thu luôn, thì nó không đọng nước thì nó sẽ không thấm được. Và cái thứ ba nữa là các bạn làm một cái lớp chống thấm ở trên cái bề mặt bê tông đấy, thì các bạn phải mài cho nó sạch, các bạn rửa sạch đi, các bạn lăn hai lớp chống thấm lên trên đó. Và cái thứ tư nữa là các bạn cần phải cán bằng hồ ướt, và các bạn phải lót cái gạch để bảo vệ cái lớp chống thấm đó. Đó là bốn cái lớp mà mình khuyên khách hàng nên dùng. Thì nếu các bạn làm đúng theo những cái gì mình chia sẻ thì cái công trình của mình nó rất là an toàn, và lâu năm cái công trình
nhất là các dàn mái và sân thượng nó sẽ không bị thấm nữa. Rồi thì nếu mà các bạn thấy mình chia sẻ hay á và có ý nghĩa mà mang lại giá trị cho các bạn á, thì các bạn hãy đăng ký kênh cho mình và nhấn like để cho mình có động lực để mình làm, mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức về xây dựng cho các bạn. Rồi, chào các bạn.